Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính. Năm 2015, năm hình thành cộng đồng ASEAN mở ra cánh cửa hội nhập với nhiều cơ hội và thách thức dành cho Việt Nam. Nét độc đáo của nghệ thuật bài chòi trong ngày Tết các tỉnh Nam Trung Bộ. Ghé thăm làng nghề truyền thống Hương Trầm, một trong những biểu tượng đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền tại Việt Nam. Lời đầu tiên xin được gửi đến quý vị những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới Ất Mùi 2015. Thưa quý vị và các bạn, năm nay cũng là thời điểm đánh dấu chỉ còn khoảng 10 tháng nữa, Việt Nam và các nước Đông Nam Á còn lại sẽ trở thành cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột là cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng xã hội và cộng đồng kinh tế. Do vậy, trong những ngày đầu xuân này, nói về những thách thức và cơ hội do cộng đồng ASEAN mang lại cũng là để chúng ta có thêm động lực nhằm chuẩn bị cho một năm mới được coi là năm của hội nhập. Sức nóng được cảm nhận rõ rệt tại Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp ASEAN diễn ra ngay trước Tết. Diễn đàn quy tụ gần 1.000 đại biểu, đại diện các công ty, tập đoàn, chính phủ, giới học giả nghiên cứu từ các nước trong khu vực. Thông điệp mạnh nhất trong diễn đàn này đó là giờ không còn là thời điểm để các doanh nghiệp nói, mà cần hành động để nắm lấy cơ hội mà cộng đồng ASEAN mang lại. Các nhà hoạch định chính sách, các nhà ngoại giao, chính trị gia đã tạo nên khuôn khổ ASEAN. Giờ là thời điểm cho các doanh nghiệp tư nhân đảm nhận trách nhiệm và dẫn dắt sự phát triển của ASEAN. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp Indonesia vẫn chưa thể dán nhãn tiếng Anh lên sản phẩm của mình, trong khi ở một số nước ASEAN khác thì đã có doanh nghiệp đưa 4 thứ tiếng lên sản phẩm, bởi vì họ đã sẵn sàng khi cánh cửa cộng đồng ASEAN mở ra vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Một thị trường với hơn 600 triệu dân và sẽ là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, trở thành một cộng đồng nên tất cả mọi người, từ nhà phân tích chứng khoán ở Singapore, một nông dân trồng lúa ở Thái Lan hay ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, hoặc người bán đồ ăn ở Malaysia, cho tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lãnh đạo doanh nghiệp ở toàn bộ khu vực đều cần phải tận dụng cơ hội. Theo tiến sĩ Võ Chí Thành, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tạo ra được sự khác biệt trong sản phẩm và tìm ra được những phân khúc thị trường mà Việt Nam có thế mạnh thì mới tận dụng được những cơ hội mà cộng đồng ASEAN mở ra. Cái khu vực này, như tôi đã nói, nó mở. Và trong cái mở thì nó có một cái rất quan trọng, tức là FDI, cái dòng vốn. Mà dòng vốn này không phải chỉ giữa các nước ASEAN, mà dòng vốn này từ các nước khác và đặc biệt là từ các nước phát triển. Ví dụ từ EU, từ Nhật Bản, từ Hoa Kỳ, đúng không? Và cái dòng vốn vào này thì nó tạo ra mạng sản xuất và cái chuỗi giá trị trong ASEAN và gắn ASEAN với thế giới. Thế như vậy, cái điểm thứ hai rất quan trọng để tận dụng được cái cơ hội này là bên cạnh cái tạo ra một cái thị trường hấp dẫn để FDI nó vào, nhưng mà các cái doanh nghiệp của mình ấy phải len lỏi được vào, phải kết nối được vào cái mạng này, mà không chỉ kết nối mà kết nối để dần rồi đưa cái giá trị gia tăng của mình cao hơn. Cuối năm Giáp Ngọ 2014 vừa qua đã đánh dấu thời điểm sản phẩm của các nước ASEAN xuất hiện nhiều hơn trên thị trường Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã tham gia mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam, lĩnh vực có nhiều lợi nhuận và có thể chi phối được các ngành sản xuất. Thậm chí có doanh nghiệp nước này còn mong muốn đầu tư vào lĩnh vực đường sắt của Việt Nam. Thế nhưng, về phía doanh nghiệp Việt Nam, theo một khảo sát của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, thì có đến 80% số doanh nghiệp được hỏi là rất thờ ơ và không hề quan tâm đến hội nhập. Cái chúng ta cần làm nhất của năm 2015 này, các cái cam kết đòi hỏi chính phủ phải thực thi, những cái cam kết ấy phải được truyền tải đến cái cộng đồng doanh nghiệp. Và truyền tải ở đây ấy, thì nó phải mang tính bên cạnh cái hiểu biết chung, nó phải sát sườn hơn với từng các cái nhóm đối tượng, tùy theo ngành hàng, tùy theo là cái quy mô. Trong 2014 vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết 19 về nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Trong đấy đã đặt ra những mục tiêu rất là tham vọng và đặt ra những cái hành động, chương trình hành động rất là quyết liệt để cắt giảm thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực như thuế, như hải quan, như gia nhập thị trường, như tiếp cận điện năng về cái mức độ bình quân của các nước ASEAN tiên tiến. Và như vậy cũng đấy là cái mốc 2015. Thì nếu mà những cái hành động đấy, những chương trình đấy được thực hiện một cách thực chất
Và thực tế thì chúng tôi tin rằng là những cái môi trường kinh doanh Việt Nam 2015 thì sẽ có những chuyển biến tốt. Chúng ta đã bước vào năm Ất Mùi 2015, năm của hội nhập. Trong vòng 30 năm đổi mới vừa qua, đất nước đã trải qua 2 năm Mùi và đều ở vào những thời điểm bước ngoặt. Đó là năm Tân Mùi 1991 và Quý Mùi 2003. Dù vẫn còn nhiều nỗi lo về những thách thức sẽ phải đối mặt khi mà Việt Nam và các nước ASEAN trở thành một khu vực sản xuất thống nhất, một thị trường thống nhất. Nhưng đây cũng là một động lực để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà lãnh đạo chính trị sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để năm Ất Mùi 2015 trở thành năm bước ngoặt của đổi mới. Đổi mới nhằm khơi dậy hết sự sáng tạo của hơn 90 triệu người dân để Việt Nam hội nhập thành công. Nhìn lại năm 2014, trong các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam thì xuất khẩu thủy sản là ngành đạt được những thành tựu nổi bật nhất. Cụ thể, trong năm qua, bất chấp những khó khăn từ các rào cản của thị trường, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta đạt mức kỷ lục gần 8 tỷ đô la Mỹ. Phóng sự sau là góc nhìn rõ hơn về những điểm sáng của ngành xuất khẩu thủy sản trong năm 2014. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong năm 2014, xuất khẩu thủy sản của nước ta đạt 7,84 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với năm trước. Đóng góp nhiều nhất là mặt hàng tôm với kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với năm 2013. Một phần là nhờ vào nguồn cung nguyên liệu của nước ta trong năm 2014 được đảm bảo. Phần lớn thì chúng ta đã khống chế một phần được cái bệnh IMS là cái bệnh mà gây mà thiệt hại nhiều trên tôm vào năm 2011, 12, 13. Nhưng 2014 thì một số hộ nuôi chúng ta đã nuôi thành công và không mắc cái bệnh này, vượt qua được cái bệnh này, cho nên cái sản lượng tôm của 2014 của Việt Nam ta rất là cao. 2014 là năm mà ngành thủy sản nước ta có tốc độ tăng trưởng cao nhất và liên tiếp trong vòng 3 năm trở lại đây. Không chỉ đạt được những con số ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu, mà 2014 còn là năm thắng lợi về việc mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp thủy sản. Đây là tín hiệu lạc quan cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản nước ta trong năm 2015. Tháng 8 năm 2014, Nga, một trong những thị trường lớn, đã dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép nhập khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Tận dụng được cơ hội này đã giúp nhiều doanh nghiệp thủy sản gia tăng được kim ngạch xuất khẩu. Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thị trường Nga là một thị trường rất tiềm năng. Nhưng một số doanh nghiệp ở Việt Nam thì từ trước tới nay vẫn chưa tập trung chú trọng vào cái thị trường này. Thì đối với công ty Minh Phú, tập đoàn Minh Phú thì đã chú trọng mở rộng thị trường Nga cách đây 2 năm. Và cái tốc độ phát triển, cái sản lượng và số lượng hàng vào Nga rất là tốt. Việt Nam tham nhập trở lại vào thị trường Nga với một cái tư cách có điều kiện rất là thuận lợi và mạnh mẽ hơn khi các nước khác là đang bị phải dừng lại, bị cấm, thì Việt Nam càng có nhiều cơ hội để mà thâm nhập cho tới người tiêu dùng Nga để đứng vững về lâu dài. Năm 2014, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã chính thức công bố các phán quyết cuối cùng của ban hội thẩm đối với các khiếu kiện của Việt Nam liên quan đến việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam. Theo đó, WTO đã chỉ ra cách tính thuế chưa phù hợp và yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ không được sử dụng phương thức tính thuế này. Các chuẩn mực về tự do thương mại của WTO cùng với những thuận lợi về nguyên liệu, thị trường đã tạo ra một bức tranh sáng cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản của nước ta trong năm qua. Ngay từ mùng 2 Tết, nhiều cơ quan đơn vị đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên. Ghi nhận của các phóng viên về không khí làm việc và đón Tết tại nhiều vùng miền trên cả nước, từ giàn khoan cho tới công trình bô xít Tây Nguyên. Mỏ Hải Thạch là một trong những mỏ xa bờ nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cũng là mỏ khí mà Việt Nam tự lực khai thác với 100% cán bộ kỹ sư người Việt. Những ngày Tết, mỏ vẫn hoạt động với 100% quân số, đảm bảo cung cấp khí ổn định cho đường ống khí Nam Côn Sơn, đảm bảo cho mục tiêu phát điện. Đến thăm và chúc Tết cán bộ trên giàn khoan, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã động viên và gửi tới toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân những lời chúc Tết và món quà động viên từ đất liền. Tại công ty nhôm Lâm Đồng, thuộc tổ hợp bauxit Lâm Đồng, ngày mùng 2 Tết, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn đang làm việc hết sức khẩn trương để hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra. Các dây chuyền vẫn hoạt động với gần như 100% công suất, sản xuất gần 2.000 tấn alumin mỗi ngày, mang lại doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Năm nay,
Công ty cũng có chế độ đãi ngộ cho anh em công nhân tại nhà máy dịp Tết, tạo bầu không khí ấm áp mừng xuân mới. Mùng 2 Tết được quan niệm là ngày đẹp để khởi hành. Chính vì vậy, tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, rất nhiều người đã bắt đầu chuyến du lịch đầu năm. Các công ty du lịch cũng hoạt động hết công suất, bắt đầu một năm mới với hoạt động làm ăn hết sức sôi động. Như công ty du lịch Việt, trong 9 ngày đầu năm đã nhận phục vụ hơn 7.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các tour được yêu thích chủ yếu là đến Nha Trang, Đà Lạt và các nước có lộ trình giá cả hợp lý như Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan. Sau hơn một năm thi công, cáp treo núi Cấm tỉnh An Giang đã được đưa vào phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm tải cho tuyến đường bộ lên núi Cấm vào dịp lễ Tết. Cáp treo núi Cấm gồm 16 trụ cáp, 89 cabin và 2 nhà ga, mỗi giờ vận chuyển được 2.000 hành khách. Nếu đi ô tô, du khách phải mất 20 phút mới lên tới đỉnh núi, thì với hệ thống cáp treo, thời gian di chuyển chỉ còn 12 phút. Giá vé hiện đang là 180.000 đồng một lượt. Không chỉ giúp giảm tải, giảm thời gian di chuyển, việc đưa cáp treo núi Cấm vào hoạt động là một trong các giải pháp góp phần đảm bảo an toàn cho du khách khi lên núi tham quan. Hôm qua, mùng 2 Tết, đường phố thành phố Hồ Chí Minh khá vắng vẻ, nhưng các khu vui chơi giải trí thì lại tấp nập đông vui. Đa phần là người dân từ các tỉnh thành lân cận về thành phố tham quan hoặc những người lao động không có điều kiện đi du lịch xa, tranh thủ thời gian nghỉ Tết cùng gia đình đến các điểm vui chơi trong thành phố. Như phần lớn các gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh chọn đưa gia đình du lịch trong nước hay nước ngoài, thì du khách từ các tỉnh lân cận lại đổ về thành phố. Các khu vui chơi lớn của thành phố như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Bình Quế trở thành điểm hấp dẫn các du khách khắp nơi. Ngoài ra, tại các điểm trung tâm như Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa Lao động cũng thu hút đông đảo người khách đến tham quan. Tại đây, những cành mai vàng và cành đào đỏ thắm được trang hoàng sặc sỡ làm không khí xuân thêm sôi nổi. Với sự đa dạng phong phú các điểm đến quen thuộc, người dân có thể dễ dàng xuống phố tận hưởng một không khí xuân ngay tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm nay. Không ít người từng đến vùng đất Nam Trung Bộ trong những ngày này đều ấn tượng với một trò chơi dân gian rất đặc trưng của vùng đất này, đó là bài chòi. Năm 2014, nghệ thuật bài chòi của ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khoảnh đất này không thể bằng sân làng ngày xưa. Nhưng ở đây, chòi được dựng lên, cờ và trống, và nhất là những câu thai liên tục cất lên. Người già như được quay về với Tết của ngày xưa, còn những đứa trẻ thì được tận mắt xem một trò chơi dân gian ngày Tết từng gắn bó với bao thế hệ trên vùng đất Nam Trung Bộ, đó là bài chòi. Giữa những ngày Tết rộn rã, bài chòi làm nên một không gian khác lạ, đó là không gian của làng trong cái Tết của ngày xưa. Và đây cũng là không gian chung của những người yêu thích và muốn khám phá bài chòi. Tổ chức bài chòi như thế này rất là ý nghĩa với truyền thống của dân tộc ta. Những ca từ rất mộc mạc và giản dị, nhưng chẳng hạn như những cái câu mà nói về đời sống đời tư của thời xưa ta rất là mộc mạc. Thì lúc đầu là con khi mà con đến chơi á, là con thấy cũng không có gì hay, nhưng mà lần sau khi mà chơi nhiều quá thì con cảm thấy rất là hay, rất là vui nên con từ đó là con mê bài chòi tới bây giờ luôn. Bài chòi hiểu một cách đơn giản nhất là một kiểu đánh bài ngồi trên chòi mà đánh. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở một trò chơi bài ở trong một không gian mở, mà nó gắn liền với nghệ thuật diễn xướng hô bài chòi với các nghệ nhân được gọi là anh hiệu, những người quản trò dẫn dắt cuộc chơi. Điều ấn tượng nhất của trò chơi bài chòi là mỗi khi con bài rút ra, anh hiệu bắt đầu hô những câu thai cùng với tiếng trống liên hồi. Những câu thai dân dã, đó là văn chương bình dân nhưng vẫn đầy chất thơ. Lời hô thai khôi hài, dí dỏm, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ mang lại niềm vui đầu năm. Ban đầu thì mình cũng không có mê lắm. Sau đi vài lần thì bản thân mình cũng mê, cho nên là thấy con nó mê. Sau đó nó cũng có xin đi coi, nên mình tạo điều kiện cho con nó đi. Có người thích có được cái cảm giác mỗi khi ngồi trên chòi, niềm vui cứ tăng lên cùng với tâm trạng hồi hộp mỗi khi đoán con bài qua lời hô thai. Có người đến đây cốt được nghe các điệu bài chòi cổ dân gian. Cũng vì lẽ đó mà những nghệ nhân như bà Nguyễn Thị Đức không ngại chặng đường hàng chục km để đến đây, mang lại cho khán giả những làn điệu bài chòi đặc sắc nhất, một tài sản mà bà được truyền lại từ người xưa.
Cái bài chòi này là đã mai một rồi, nhưng mà hôm nay nhờ tỉnh khôi phục lại cái bài chòi cổ này, cho nên bây giờ là toàn Bình Định là nơi nào hình như là nơi nào cũng có cái bài chòi, có cái hội đánh bài chòi này. Nhiều giờ đã qua nhưng các chòi vẫn đầy ắp người chơi và những câu thoa dân dã vẫn cứ cất lên lôi cuốn mọi người về với hồn quê ở vùng đất Nam Trung Bộ. Bài chòi vẫn còn đó như là một phần không thể thiếu trong văn hóa ngày Tết Nam Trung Bộ. Chuyển sang một thông tin về thị trường hàng hóa trong dịp Tết. Từ mùng 2 Tết, nhiều chợ và siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại. Mặt hàng mua bán chủ yếu là thực phẩm, tôm, cá, thịt. Nguồn hàng tương đối phong phú được các tiểu thương nhập về từ chợ đầu mối. Do tâm lý người dân muốn sử dụng thực phẩm tươi sống nên họ không tích trữ nhiều đồ ăn trong tủ lạnh như trước kia. Nhiều người mua và người bán còn quan niệm đầu năm đi chợ là để lấy may nên không khí tại các chợ và siêu thị khá nhộn nhịp. Theo ghi nhận, các mặt hàng thực phẩm khá phong phú và giá cả ổn định. Từ nay cho đến mùng 6 Tết, các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ mở cửa từ 8 giờ đến 12 giờ sáng. Mứt luôn là một đặc sản truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các sản phẩm mứt thường được các nhà máy sản xuất với số lượng lớn. Tuy nhiên, cách làm mứt Tết truyền thống theo phương pháp thủ công luôn là nét đẹp tạo nên hương vị Tết Việt. Phố Hàng Đường Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm bánh mứt kẹo truyền thống. Vào những ngày giáp Tết, đây luôn là một địa chỉ yêu thích của những người muốn tìm kiếm những hương vị đích thực của Tết Việt Nam. Phố này cũng là cái phố của mứt Tết này. Mình đến đây mình mua những quà này về ăn thưởng thức, gợi lại cái không khí cái Tết của truyền thống Việt Nam. Theo lời của người dân nơi đây, chúng tôi tìm đến cửa hàng mứt gia truyền lâu năm nhất trên phố Hàng Đường. Cửa hàng Ô Mai Mứt này đã tồn tại được gần 100 năm nay. Còn ông Bùi Văn Hưng, chủ cửa hàng, cũng đã có thâm niên hơn 20 năm trong nghề. Cái hàng mứt nhà của nhà tôi các bán từ đời các cụ, tôi đời thứ ba. Trước đây trên phố Hàng Đường có rất nhiều gia đình làm mứt, mỗi nhà có một bí quyết, một phong cách riêng đã tạo nên danh tiếng của nghề làm mứt trên con phố này. Thay vì mua ngoài hàng thì hiện nay rất nhiều gia đình đã lựa chọn làm mứt Tết tại nhà. Mặc dù công việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức, hôm nay tôi đến thăm gia đình chị Thanh Trà và để cùng tìm hiểu xem là tại sao chị ấy lựa chọn làm mứt Tết tại nhà. Chị Trà cho biết, các thế hệ trước thường tận dụng các sản vật quanh mình để tạo ra nhiều món mứt độc đáo. Bên cạnh việc duy trì truyền thống, nhiều gia đình thích tự làm mứt tại nhà vì những lý do riêng. Mứt chắc là vấn đề về không an toàn nó nằm ở đâu. Nên là thôi chi bằng là mình tự chịu khó mình làm ở nhà. Một là mình yên tâm, mình ăn và gia đình mình ăn. Thứ hai là cái không khí gia đình mình vui vẻ, đủ ấm khi mọi người cùng tham gia và làm ở nhà như thế này. Theo truyền thống, mứt là món khai vị cho mọi cuộc thăm hỏi, chúc tụng và mỗi dịp Tết đến xuân về. Không biết có từ bao giờ, nhưng mứt luôn là một nét đẹp truyền thống trong dịp Tết của người Việt, góp phần làm cho nền văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam thêm nhiều hương sắc. Mỗi dịp Tết đến xuân về, ngoài cành đào, cây quất thì hương trầm cũng là một trong những biểu tượng đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền tại Việt Nam. Đây là một loại hương đặc biệt từ vùng đất Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Hãy cùng chúng tôi ghé thăm làng nghề truyền thống làm ra loại hương trầm này. Đây là hương trầm, sản phẩm đặc biệt chỉ dành cho ngày Tết. Đốt hương thường được sử dụng trong việc thờ cúng tổ tiên hoặc đơn giản chỉ để thêm vào không khí ngày Tết. Bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt của loại hương trầm này. Sau khi đốt, tàn hương không rơi mà tạo thành vòng xoắn. Cách Hà Nội 300 km, Quỳ Châu là vùng đất nổi tiếng với truyền thống làm hương trầm. Võ Minh Châu là người thợ thủ công lâu năm nhất. Ông tự hào khi hương trầm Quỳ Châu khác biệt so với hương ở những nơi khác. Cái hương trầm Quỳ Châu thì cái đặc thù của nó là tàn hương, là phải đậu, có nghĩa là phải xoắn lại, tàn không lụi. Đốt hương lên là tàn đậu, từ khi thắp cho đến khi hết hương, phải đảm bảo làm sao nào để cháy, thơm và có cái mùi đậm đà, ngọt ngào của hương vị của mùa xuân đến.
Để có hương vị ngọt ngào đặc trưng cho ngày Tết, những người thợ đã trộn nhiều loại thảo mộc với nhau như quế, đinh hương, hoa hồi, thảo quả, trầm và rễ hương trầm. Những nguyên liệu không có hóa chất này sau đó sẽ được cuốn thành cây hương. Không chỉ có nguyên liệu, giấy cuốn hương cũng được làm một cách cẩn thận và đẹp đẽ. Mặc dù chỉ là nghề thời vụ, việc làm hương trầm đã gắn kết hơn 100 hộ gia đình trong xã. Ngoài kiếm thêm thu nhập, chị Nguyễn Thị Thắm đã có thêm những người bạn. Ai cũng thích đi làm cả, thì sáng thì cũng cứ đi, rồi tối thì mấy chị em cứ thích làm đến khuya rồi mới về. Xong việc rồi liên hoan rồi chị em ở lại vui chơi đùa rồi là cũng đem nhạc đến rồi các cháu các thứ rồi cũng nhảy nhót. Mà làm chỉ có mấy tháng cuối năm thôi, đến khi không nữa thì về nhà mua về nhà nấy rồi buồn, thấy nhớ nhau. Những người thợ lớn tuổi như ông Châu hay những người trẻ hơn như chị Thắm sẽ tiếp nối làng nghề truyền thống cho đến mai sau. Muốn giữ được cái làng nghề này cho nhiều năm cho mai sau và để trở thành cái truyền thống hương trầm của Châu thì phải có chữ tín, chất lượng phải đảm bảo. Chưa đến Tết, nhưng mà đốt cái hương trầm đấy thì người ta thấy là Tết đã bắt đầu đến gõ cửa rồi. Hương trầm Quỳ Châu đã dần trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình trong mỗi dịp Tết đến. Nhờ có những người thợ nhiệt huyết này mà hương thơm ngọt ngào của Tết Nguyên Đán sẽ cùng hương trầm đến với mỗi nhà. Hương vị Tết Việt cùng với những lời chúc mừng năm mới tràn đầy tình hữu nghị, đó là cách mà người Việt tại Ulyanov, Liên bang Nga đón cái Tết cổ truyền của Việt Nam trên đất bạn. Với cộng đồng người Việt ở tỉnh Ulyanov, năm mới Ất Mùi 2015 cũng là năm ghi dấu các sự kiện lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Người Việt Nam Đoàn kết tại Ulyanov năm 2005 đến năm 2015 và chương trình hướng về biển đảo quê hương. Đã có khoảng 1.200 người tham dự lễ hội đón Tết Ất Mùi, trong đó hơn một nửa là người Nga. Thay mặt cho toàn thể người Việt tại Ulyanov, ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Hội Đoàn kết đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị lãnh đạo tỉnh Ulyanov đã dành sự ưu ái cho bà con Việt hiện đang làm ăn, sinh sống và học tập tại đây. Trong lễ hội, những món ăn dân tộc Việt Nam đậm chất truyền thống ngày Tết như bánh chưng xanh, giò chả, nem xôi được các bạn Nga rất ưa thích. Hiện tại Ulyanov có khoảng 700 người Việt làm ăn, sinh sống và học tập tại đây. Phần cuối chương trình là các thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.